Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Bản tin số 22 ngày hôm nay sẽ bao gồm những tin chính sau đây. Hyundai và Toyota dẫn đầu thị phần ô tô trong quý 1 năm 2021 ở tại thị trường Việt Nam. Mercedes-Benz CLS 2022 được chính thức ra mắt tại Mỹ. David Beckham trở thành đại sứ thương hiệu của hãng xe đến từ Ý Maserati. Trước khi để đến với bản tin thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho toàn bộ ekip của Auto Việt Nam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, thị trường ô tô quý 1 năm 2021 có những bước tăng trưởng rất khả quan, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Song song đó, hai ông lớn Hyundai và Toyota tiếp tục cạnh tranh sát nút về mặt thị phần. Dự đoán cuộc chiến của hai ông lớn này ở tại thị trường Việt Nam trong những tháng sắp tới sẽ càng ngày càng gay cấn. So với thời điểm cùng kỳ năm trước, lượng ô tô du lịch bán ra trong quý 1 năm 2021 tăng khoảng 24.400 xe. Đại diện tiêu biểu nhất trong cuộc cạnh tranh của hai ông lớn Hyundai và Toyota đó là hai dòng xe Accent và Vios. Các nâng cấp về mặt thiết kế, ngoại hình và giá bán giữ nguyên được cho là nguyên nhân chính giúp cho Accent trở thành dòng xe du lịch bán chạy nhất trong 3 tháng đầu năm. Mẫu xe sedan hạng B của Hyundai có hơn 4.800 xe bán ra trong quý 1, tăng khoảng 400 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh số cộng dồn của Toyota Vios sau khi kết thúc quý 1 năm 2021 chỉ đạt 3.870 xe. Còn đối với phân khúc crossover 5 chỗ ngồi thì Toyota Corolla Cross bỏ xa đối thủ Hyundai Tucson với tổng doanh số sau khi kết thúc quý 1 năm 2021 là 2.969 xe. Mẫu xe SUV 5 chỗ trở thành con át chủ bài cho hãng xe đến từ Nhật Bản. Bên cạnh đó thì Hyundai Grand i10 cũng bị suy giảm doanh số bán hàng khi phải cạnh tranh với VinFast Fadil. Kết luận cuối cùng thì mặc dù một số các dòng xe của Hyundai bị suy giảm về mặt doanh số, lý do là hãng xe này đang trong thời gian thay đổi các phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mình, trong đó có Hyundai Kona, Santa Fe, Tucson và i10. Chính vì lẽ vậy mà doanh số bán hàng của các đầu xe đều thấp hơn so với các đối thủ. Tuy nhiên thì xét về mặt bằng chung, Hyundai vẫn là hãng xe có nhiều sản phẩm có chỗ đứng nhất trong phân khúc. Chính vì lẽ thế mà tổng doanh số bán hàng Hyundai ở tại thị trường Việt Nam vẫn rất cao. Hãng xe đến từ Đức, Mercedes-Benz vừa mới giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe Coupe 4 cửa CLS ở tại thị trường Mỹ. Ở trên phiên bản mới thì Mercedes-Benz CLS 2022 sở hữu phần lưới tản nhiệt được tinh chỉnh, đi cùng với cản ba đợt sốc trước có thiết kế trông thể thao hơn. Phần thân xe thì CLS 2022 được trang bị một bộ la răng đa chấu, đặc trưng của những mẫu xe dành cho các doanh nhân. Thiết kế bên trong nội thất của CLS 2022 cũng mang nhiều những điểm mới, nổi bật với phần màn hình trung tâm giải trí liền mạch với đồng hồ tablo xe, mang nhiều sự ảnh hưởng của các mẫu xe đàn anh S-Class. Ngoài ra, ở phía bên trên phiên bản mới, phần vô lăng của CLS 2022 cũng có khả năng nhận biết tay người lái. Ở khu vực trung tâm và trên tappi cánh cửa, phiên bản mới đều được sử dụng các phần ốp gỗ bằng óc chó, đem tới không khí sang trọng cho xe. Tuy vậy thì ghế da bên trên lái và phụ có phần thiết kế theo phong cách khá là thể thao, với vách ghế hai bên được ôm lưng hơn so với các mẫu xe sedan khác của Mercedes, giúp giữ nguyên tư thế người lái khi chạy ôm cua những giải vận tốc cao. Bên trên ghế được sử dụng bằng da cao cấp kết hợp với da lộn, tạo nên sự khác biệt so với các dòng xe đàn anh của CLS. Về khả năng vận hành thì mẫu xe CLS được trang bị khối động cơ 1.9 lít cho phiên bản tiêu chuẩn với công suất mã lực lên tới 194 mã, mô men xoắn cực đại đạt 400 Newton. Với phiên bản cao cấp hơn thì xe sử dụng động cơ 2.0 lít, sản sinh ra công suất là 265 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 550 Nm, hoặc động cơ 3.0 lít cho ra tổng công suất là 330 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 700 Nm. Ngoài ra, phiên bản CLS 450 4MATIC sẽ được trang bị khối động cơ 3.0 lít đã được tinh chỉnh, sản sinh ra công suất là 367 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm. Trong khi đó, phiên bản hiệu suất cao CLS 53 4MATIC cộng được trang bị khối động cơ 3.0 lít đã tinh chỉnh, sản sinh ra tổng công suất là 435 mã lực, mô men xoắn cực đại 520 Nm. Đi kèm với các khối động cơ này là cụm hộp số 9 cấp tự động và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Cơ cấu này cho phép xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ mất 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa là 250 km/h. Hiện tại CLS chưa được công bố mức giá bán cụ thể trên từng phiên bản. Ở tại thị trường Việt Nam thì mẫu xe này chưa được phân phối chính thức bởi Mercedes-Benz Việt Nam. Sau khi xuất hiện tại buổi lễ ra mắt cùng với hai mẫu xe của VinFast tại triển lãm ô tô quốc tế Paris Motor Show, thì tài tử bóng đá thế giới David Beckham đã chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của hãng xe đến từ Ý Maserati. Trong một đoạn teaser được hãng xe Italy đăng tải thì danh thủ người Anh đã xuất hiện một cách rất hoành tráng bên cạnh mẫu xe SUV Levante Trofeo của Maserati.
Cựu danh thủ người Anh với tên gọi đầy đủ là David Robert Joseph Beckham, sinh ngày 2 tháng 5 năm 1975, từng là cầu thủ của các câu lạc bộ hàng đầu thế giới như là Manchester United, Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain và là thủ quân của đội tuyển quốc gia Anh trong nhiều năm liền. Ngoài là một cầu thủ bóng đá tài năng danh tiếng trong làng túc cầu, David Beckham còn được coi là một trong những người mẫu chuyên nghiệp cho các nhãn hàng quảng cáo. Nơi đâu có hình bóng của anh, doanh số bán hàng đều tăng vọt. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news của Auto Việt Nam. Xin được kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.